Mặt chúng đâu ấy? Vào vũ. Rồi bắn vào vũ luôn, không phải mặt đâu à? Mày có thỏ không? Thôi, thật sự đi đẹp nè. Mẹ. Ừ, thỏ rừng con to vậy, có thỏ mẹ à? Thỏ mẹ, hai vũ. Hai vũ thôi. Bây giờ về thịt à? Bên nào mỏi đi đấy. Ra lại một tí thôi mà.
mấy bữa nay nó về chắc chụp bữa nữa coi. Thế người coi. Bây giờ xin được mùi rồi. Chỉ có mèo nhỏ mày kì là con mày kì mèo đối được thì con không được.